đăng thông tin sai về nàng đủ, một công ty bị xử phạt. Công ty cổ phần truyền thông SUND Zitzer mới bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về nàng đủ Lào Cai, gây bức xúc trong dư luận. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội mới phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến công ty cổ phần truyền thông SUNGC. Theo Công an thành phố Hà Nội, công ty cổ phần truyền thông SUNGC đã có hành vi quản lý sử dụng kênh YouTube những bài học nhỏ, đăng tải video clip có tiêu đề Quả báo nàng đủ Lào Cai, chuyện cổ tích, những bài học nhỏ, quà tặng cuộc sống vào ngày 16 tháng 9. Sau khi được đăng tải, video trên đã thu hút nhiều bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng video clip này gây ảnh hưởng rất lớn đến nàng đủ xã Phú Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đây là thông tin bịa đặt, gây bức xúc trong dư luận, Công an thành phố Hà Nội khẳng định. Tại cơ quan công an, bà DTP, đại diện công ty cổ phần truyền thông SUNGC thừa nhận kênh những bài học nhỏ thuộc công ty quản lý đã đăng tải video clip giật tít quả báo nàng đủ Lào Cai. Thông tin clip thể hiện là bịa đặt. Qua quá trình làm việc với công an, đại diện công ty cổ phần truyền thông SUNGC đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa video clip và đăng tải thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng mạng. Ngày 20 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần truyền thông SUNGC theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền là 15 triệu đồng. Qua trường hợp trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Người dân cần theo dõi thông tin chính thức tại các trang chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước, đồng thời không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng tính chính xác. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xử phạt người đăng thông tin sai vụ tai nạn giữa xe cứu hộ và xe máy. Người dân, người đàn ông ở Gia Lai đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ tai nạn giữa xe cứu hộ và xe máy nên bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.